Nếu tôi có lỗi, bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại nhân cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hãy nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua, lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm, mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa, quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ
thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng mậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hít ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục,